Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của giả thuyết. Một giả thuyết định nghĩa là gì? Một giả thuyết là một giải pháp được đề xuất cho một sự cố không giải thích được, không phù hợp với lý thuyết khoa học được chấp nhận hiện nay. Các cơ sở ý tưởng của một giả thuyết là không có kết quả xác định trước. Một giả thuyết trong nghiên cứu là gì? Một giả thuyết là một tuyên bố dữ kiện về mối quan hệ giữa hai hoặc nhiều biến. Đây là một dự đoán cụ thể, có thể kiểm chứng về những gì bạn mong đợi sẽ xảy ra trong một nghiên cứu. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn về cách một giả thuyết được sử dụng, hình thành và thử nghiệm trong nghiên cứu khoa học. Một ví dụ giả thuyết nghiên cứu là gì? Một nghiên cứu được thiết kế để xem xét mối quan hệ giữa thiếu ngủ và hiệu suất thử nghiệm. Có thể có một giả thuyết cho biết nghiên cứu này được thiết kế để đánh giá giả thuyết rằng những người thiếu ngủ sẽ thực hiện kém hơn trong thử nghiệm so với những người không ngủ. Là một giả thuyết là một dự đoán phải không? Dự đoán, hành động dự đoán các sự kiện trong tương lai. Một ví dụ về điều này, một lời tiên tri, một dự báo, giả thuyết trong khoa học, một lời giải thích dự kiến có thể kiểm chứng và giả mạo trong một hiện tượng quan sát trong tự nhiên. Một ví dụ về một giả thuyết có thể kiểm chứng là gì? Học sinh tham gia học lớp có điểm cao hơn so với học sinh bỏ qua lớp học. Điều này có thể kiểm chứng được vì có thể so sánh điểm số của những học sinh đã làm và không bỏ qua lớp học và sau đó phân tích dữ liệu kết quả. Làm thế nào để bạn viết một giả thuyết định lượng? Xây dựng các giả thuyết trong nghiên cứu định lượng. Các giả thuyết là những tuyên bố có thể kiểm chứng được liên kết với câu hỏi nghiên cứu của bạn. Các giả thuyết thu hẹp khoảng cách từ câu hỏi chung mà bạn dự định điều tra, nghĩa là câu hỏi nghiên cứu, để đưa ra những tuyên bố ngắn gọn về những gì bạn đưa ra giả thuyết về mối liên hệ giữa các biến của bạn. Tại sao một giả thuyết phải giả mạo? Một giả thuyết hoặc mô hình được là giả mạo nếu có thể hình dung như một quan sát thực nghiệm từ chối ý tưởng trong câu hỏi. Đó là một trong những kết quả có thể có của thí nghiệm được thiết kế phải là một câu trả lời, nếu có được sẽ bác bỏ giả thuyết. Có phải mọi nghiên cứu đều cần một giả thuyết không? Không phải tất cả các nghiên cứu đều có giả thuyết. Đôi khi một nghiên cứu được thiết kế để khám phá, xem nghiên cứu quy nạp, không có giả thuyết chính thức và có lẽ một mục đích của nghiên cứu là khám phá một số lĩnh vực kỹ lưỡng hơn để phát triển một số giả thuyết hoặc dự đoán cụ thể có thể được kiểm tra trong nghiên cứu trong tương lai. Tại sao các nhà khoa học sử dụng giả thuyết? Các giả thuyết là những giải thích dự kiến có thể trả lời câu hỏi nghiên cứu. Các nhà khoa học sử dụng lý thuyết phổ biến cũng như kết quả các thí nghiệm cụ thể như một hướng dẫn trong việc phát triển các giả thuyết. Những dự đoán này được dựa trên một giả thuyết cụ thể có thể kiểm chứng bằng thực nghiệm. Liệu một nghiên cứu trường hợp có một giả thuyết không? Nghiên cứu trường hợp hữu ích nhất để tạo ra các giả thuyết, nghĩa là trong giai đoạn đầu tiên của một toàn bộ quá trình nghiên cứu, trong khi các phương pháp khác phù hợp hơn cho các giả thuyết kiểm tra và xây dựng lý thuyết, thường rất khó để tóm tắt và phát triển các đề xuất và lý thuyết trong cơ sở các nghiên cứu trường hợp cụ thể. Bạn có thể cần một giả thuyết cho nghiên cứu định tính không? Trong nghiên cứu định tính, một giả thuyết được sử dụng dưới hình dạng một tuyên bố rõ ràng liên quan đến vấn đề cần nghiên cứu. Không giống như trong nghiên cứu định lượng, trong đó các giả thuyết chỉ được phát triển để thử nghiệm. Nghiên cứu định tính có thể dẫn đến giả thuyết, kiểm tra đưa ra giả thuyết, kết quả tạo ra. Bản chất của giả thuyết là gì? Bản chất của giả thuyết là một câu hỏi hàng đầu được đưa vào tự nhiên. Một phỏng đoán được thiết kế đề xuất loại câu hỏi mà theo đó một câu trả lời có thể đạt được. Đó là một đề xuất dường như để giải thích các sự kiện quan sát được và sự thật được giả định tạm thời cho các mục đích điều tra. Tại sao hình thành một giả thuyết? Các giả thuyết trong phương pháp khoa học. Trong phương pháp khoa học, cho dù nó liên quan đến nghiên cứu về tâm lý học, sinh học hay một lĩnh vực nào khác,
một giả thuyết đại diện cho những gì các nhà nghiên cứu nghĩ sẽ xảy ra trong một thí nghiệm, cũng như tạo ra một giả thuyết, thiết kế một thí nghiệm, thu thập dữ liệu. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.